Chào các bạn khán giả, tôi là Bảo Bối Review. Nếu bạn trúng xổ số 25 triệu euro, bạn có chia sẻ với người yêu của bạn không? Hôm nay tôi mang đến cho mọi người bộ phim Làm Giàu Chỉ Sau Một Đêm. Đây là nam chính Santi. Hễ mà mặt trời mọc thì anh luôn nghĩ đến vợ đầu tiên. Đó là một người phụ nữ đáng yêu, hòa nhã. Sau đó, hôm đó Santi đã bị cắm sừng. Kể từ đó anh bắt đầu cuộc sống bốn bể là nhà. Ở đây không cho phép đậu xe. Ồ, đây không phải xe của tôi, mà là tổ ấm tình yêu của tôi. Cảnh sát nghĩ nam chính khá lãng mạn nên đã phạt tổ ấm tình yêu của anh 200 euro tiền phạt và trừ 3 điểm. Công việc của Santi là dọn rác trên biển. Chi tiết công việc, nói đơn giản là hốt phân trên du thuyền. Đây là lần anh ở gần cuộc sống thượng lưu nhất của kiếp này. Dù sao thì đều là phân của nhà giàu thải ra, có mùi hôi thối của chủ nghĩa tư bản. Hôm nay, vợ hẹn anh ra ngoài ly hôn. Sự đổ vỡ tình cảm giữa hai người không phải vì chuyện hốt phân, mà là bởi vì nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng mặc áo phông SM. Chất lượng của chúng ra sao anh còn không rõ à? Bông của Tân Cương họ còn dùng không nổi. Luật sư nghĩ rằng cô nói cũng có lý, nhưng thương hiệu quần áo này cũng khá phù hợp với nghề nghiệp của chồng cô. Hốt phân. Sau đó, luật sư cảm thấy rằng cả hai bên có thể bình tĩnh một chút, không cần vì một thương hiệu sánh ngang với phân mà chiến tranh với nhau. Sau khi đi ra ngoài, vợ không muốn đi cùng đường chồng. Dù sao thì anh ấy vẫn đang mặc áo phông của SM. Cái áo này không gây hại gì nhiều, nhưng tính xúc phạm cực kỳ cao. Santi rất khó chịu, anh bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống của mình. Nghèo đều có lý do cả, kiếm tiền thì vẫn thực tế hơn. Vậy nên, anh đã mua một tờ vé số. Chỉ mua một tờ, tôi muốn một phát ăn ngay. Đêm đó, vé số thật sự một phát ăn ngay. Ngày hôm sau, Santi mới biết mình đã trúng 25 triệu euro. Nhưng tấm vé số, hình như đêm qua, cũng một phát vào thùng rác rồi. Santi vô cùng hối tiếc. Vé số của tôi. Santi bất chấp mọi trở ngại, vượt qua mọi khó khăn, lao vào đại dương hy vọng. Và thứ còn sót lại đúng như anh mong muốn. Sao người đàn ông đó lại khóc? Có lẽ do rác quá ngon. Cuối cùng, Santi và vé số cũng đã gặp được nhau. Anh ấy vui vẻ hét một tiếng, vang vọng 108.000 dặm. Buổi chiều, Santi đến ngân hàng đổi vé số. Trong trạng thái này, người không biết còn nghĩ anh đang cướp ngân hàng. Nhưng với tư cách là đứa con kiêu hãnh của trời, ngay lập tức bị một ông hói đầu nhìn trúng. Ông hói là một chuyên gia tài chính, lâu lắm không gặp một người giàu có bất tài. Thế này nhé, với giá trị con người anh hiện giờ, có thể hất mặt lên trời mà đi ấy. Thật hay giả đây, tùy anh thôi. Rất rõ ràng, lại là nữ cảnh sát vô công dỗi nghề đó. Do thiếu kinh phí đoàn làm phim, những vai cảnh sát tiếp theo, tất cả do cô ấy diễn. Nữ cảnh sát này như có thù từ kiếp trước, không ai có thể ngăn cô thực thi công lý. Anh chàng này vừa trúng 25 triệu. Chú ý an toàn nhé người anh em, Edwin chat nhé, bị bắt thì cứ gọi tôi. Thấy ông hói ăn nói rất thuyết phục, Santi quyết định thuê ông làm cố vấn. Tiếp sau đây, ông hói đã lập kế hoạch 5 năm cho 25 triệu của nam chính và hy vọng trong 5 năm ở bên nam chính thì sẽ có bước đột phá về tình cảm. Thật ra tôi vẫn còn độc thân, vấn đề là tôi thì không kết hôn rồi, sắp ly hôn. Ông hói lúc này cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì ly hôn có nghĩa là 25 triệu euro lập tức giảm bớt một nửa. Santi hơi bối rối, nhưng ông hói lại đưa ra một kế khác. Vợ không biết, anh biết tôi biết, sau khi ly hôn, 25 triệu euro sẽ trở nên hợp pháp. Vì vậy, nam chính quyết định che giấu sự thật về sự giàu có bất ngờ của mình. Nhưng ngay thời điểm này, đột nhiên một cảnh xuân khác mở ra, là một cặp đôi cầu nam nữ mới xuất hiện. Vợ nói cười với hàng xóm nhà bên, đồng thời cũng tò mò, người chồng nghèo nàn, tại sao lại đến một nhà hàng cao cấp như vậy? Cô không thấy tôi là nhân viên bảo vệ à? Vậy thì rất hợp logic. Santi rất tức giận, quyết định làm một hành động hoang dã trên xe ông hàng xóm. Đập vỡ mui xe của anh ta, muốn nghèo nghèo ba đời, bẻ gãy cần gạt nước của anh ta, con cái không tiền đồ, xăm trổ cho xe anh ta, đại học không hy vọng, cả nhà suy sụp, xì lốp xe của anh ta. Để chút giận, lúc này ông hói không nhìn được nữa. Anh em dùng cái này đi. Tốt lắm, đồ tốt, sướng. Khung cảnh hơi khó xử nhưng không phải chuyện lớn. Dĩ nhiên là không lớn, Santi bây giờ không thiếu tiền. Đồng thời lúc này, người vợ dựa vào việc bán nhan sắc nên đã sắp xếp được một công việc đẹp mặt cho Santi trong công ty ông hàng xóm. Lúc này, quản lý đang đào tạo văn hóa làm việc cho Santi, mấy người như công nhân, dân lao động thì tôi không nói đến nữa nhé. Cửa hàng của chúng ta không đòi hỏi nhiều, chỉ mỗi kho hàng của chúng ta kiên trì 10 năm không đi muộn, nhất định được thăng chức. Thăng chức lên làm gì? Thu Ngân, anh nhìn chiếc áo đó sáng chói thế nào? Nói đến sáng chói, đã đến lúc nên nâng cấp một chút khái niệm tiêu dùng của mình rồi. Santi của bây giờ vừa mua được thứ đắt nhất, cũng mua được thứ tốt nhất. Armani không cần, gói hết đồ Gucci lại. Adidas, Nike không lấy, Hermes, Dior gói lại. Lafite 82 không uống,
Rượu vang lâu năm gói lại hết, vậy chiếc đồng hồ Thụy Sĩ 400.000 này, miễn cưỡng đeo một lúc cũng được. Anh ấy đổ loại rượu đắt tiền nhất vào chai rượu rẻ tiền nhất. Anh cô đọng cuộc sống thành năm từ đơn giản nhất, giàu có trong im lặng. Lúc này, vợ về nhà, nhưng căn nhà có hơi khác thường. Đầu tiên là rượu vang đỏ đã lâu không thấy. Thứ hai, về rồi à, anh về nhà để dụ dỗ tôi à? Vợ nhấp một ngụm rượu, loại rượu nào đây còn ngon hơn La Phai nữa. Rượu rẻ tiền 27 đồng năm, vợ rất tự trách về kế hoạch nghề nghiệp của Santi. Siêu thị thì đánh giá thấp anh quá rồi. Nói gì đấy, đó là nơi giấc mơ của tôi bắt đầu. Vợ cảm thấy cái nghèo đã giới hạn IQ của chồng. Nhưng chồng sớm đã bước chân vào giới thượng lưu rồi. Đây là một kiểu tiệc tùng khác. Ở đây có những kiểu tán tỉnh rất cao cấp. Món khai vị ở đây là: thưa ông, đây là khăn khô. Dù được làm bằng bông tân cương cao cấp, nhưng cũng không đến mức ăn được. Sau giây phút sung sướng, Santi quyết định đi chơi với anh em của mình. Ai có thể ngờ được, trên biển cũng gặp được ông hàng xóm. Và phải thừa nhận, về phương diện lướt ván, vẫn là hàng xóm giỏi hơn. Hàng xóm còn làm nhục nam chính. Nếu anh được một nửa của tôi, thì vợ cũng sẽ không tới mức. Santi cuối cùng cũng đã nổi giận. Dưới sự sắp xếp của ông hói, anh đã mời tuyển thủ lướt sóng hàng đầu quốc gia đến hướng dẫn trực tiếp, để anh trải nghiệm cái được gọi là lướt sóng thật sự. Nhìn thấy cảnh tượng đỉnh cao này, ông hàng xóm cũng muốn khóc đến nơi. Santi và ông hói đi ăn 40 cân tôm hùm, khi về nhà thì chịu không nổi nữa. Mùi hương bí ẩn, ai ngờ được, mẹ vừa từ quê lên, để đặc biệt điều chỉnh cuộc sống cho Santi. Trong bữa ăn tối, bố vợ là một người thử rượu chuyên nghiệp, cả người đều bị sốc. Đây là gì? Rượu vang đỏ, đây rõ ràng là vua của rượu vang đỏ, ngay cả La Phai 82 cũng không thể sánh với nó. Đây là rượu rẻ tiền 12 đồng 8 một chai. Sau đêm đó, bố không uống La Phai nữa, cả ngày bầu bạn với rượu rẻ tiền. Đây là cái gì? Đồng hồ giả tinh vi, sạp lề đường 7-8 đồng một cái, mua cho bố một cái. 7-8 đồng mà anh cũng không nỡ bỏ ra. Đêm đó, Santi lỗ nặng, bản thân cô đơn, thưởng thức sự cô đơn phong phú nhất. Cuối cùng anh ấy đã phát hiện ra, hạnh phúc không thể chia sẻ, thì có ý nghĩa gì nữa. Vì vậy anh đã đưa ra một quyết định. Sáng hôm đó, anh bạn béo nhận được một hợp đồng với mức lương hàng năm là 1 triệu. Là gì đây? Là cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Và anh bạn có dâu cũng có được một phần thừa kế từ họ hàng xa. Anh là con nhà giàu đấy. Nhưng câu chuyện khác xa với kịch bản ban đầu của Santi. Bạn bè nhận được tiền thì bắt đầu lãng phí. Nam chính tức giận nói ra sự thật, tiền của mấy cậu là tôi bỏ ra, đừng lãng phí nữa. Lúc này, cả xe đều cảm động. Nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Người bạn lập tức quyết định quay đầu. Lúc chiếc xe hơi đắt tiền chìm xuống, họ đã lấy lại tình bạn. Và phía bên kia, Santi từ chỗ ông hói biết được tin, hàng xóm bên cạnh đang giao dịch tài sản trong ngân hàng. Siêu thị của anh có thể không trụ được nữa. Hôm qua anh ta còn nói sắp lên sàn mà, các ông chủ luôn như thế. Quả nhiên, người vợ nhận tin dữ từ siêu thị: cảm ơn mọi người đã ở bên tôi suốt những năm qua, xem siêu thị như nhà mình, chân thành cảm ơn. Hiện nay, siêu thị không trụ được nữa, tôi cũng không muốn, hu hu hu, nhưng tiền thì anh đều lấy cả. Khung cảnh có phần ngại ngùng. Đây là kỹ năng diễn xuất chung của các ông chủ. Tuyệt vọng chơi một vố cuối cùng trước khi sa thải. Nhìn vợ bất lực, Santi quyết định nói cho cô ấy biết sự thật. Này, tôi có chuyện muốn nói với em. Thực ra tôi, chính vào lúc này, bố vợ bỗng xuất hiện. Chỉ vì một chuyện, chiếc đồng hồ 7-8 đồng lần trước, con mua thêm cho bố mấy cái. Dù sao cũng không đắt bố mang tặng người ta. Buổi tối, Santi mời những đầu bếp Michelin chuyên nghiệp nhất, chuẩn bị một bữa tối thắp nến với vợ. Nếu cuộc sống lừa dối em, có gì thì cứ nói thẳng đi. Thật ra ngày hôm đó chỉ là một sự hiểu lầm. Anh trúng sổ số 25 triệu. Cái gì? Vợ hơi bối rối. Suy cho cùng, việc phát tài sau một đêm không thể phá hủy một gia đình, nhưng thật khó để nói dối. Ngày hôm sau, Santi có sự lựa chọn mới: trả trước cho ông hói một khoản phí khổng lồ để giúp anh một việc cuối cùng. Anh là vua của những người giàu có bất tài mà tôi từng phục vụ. Đừng xến nữa, đừng khóc, đừng mở nhạc nền nữa, nhưng tôi thích anh. Santi quyết định rời khỏi thành phố này. Anh đã mua lại siêu thị mà hàng xóm vứt bỏ. Anh để lại cho vợ 12,5 triệu. Còn có một tờ đơn ly hôn đã ký. Anh ta thực sự mất trí rồi. Chỉ có tôi mới được nói anh ấy mất trí. Vợ quyết giành lại tình yêu đời mình. Nhưng, thưa bà, xe của bà vi phạm nên không được lái ra ngoài. Tôi có việc gấp. Tôi xin lỗi, nhưng tôi là một nữ cảnh sát chính trực.
Chồng tôi trúng xổ số 25 triệu. Anh nghĩ anh có 25 triệu thì muốn làm gì là làm à? Anh nghĩ tôi sẽ ngưỡng mộ anh à? Câu chuyện này cho chúng ta biết, có lúc, giàu có trong im lặng cũng không phải là chuyện tốt, nhưng biết chia sẻ chắc chắn là phẩm chất tốt. Tôi giả bộ review, bạn giả bộ lắng nghe. Cảm ơn diễn xuất của bạn. Hẹn gặp lại bạn lần sau.